Xin chào cả nhà, thân quá gửi lời chúc sức khỏe cả nhà nha. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 4, thân quá này tiếp tục lên sóng mà bữa nay chơi ngộ lạ luôn cái dây của xe du lịch á ha. Ngoại hình còn đẹp ha, máy cái này là nguyên zin luôn, còn cực kỳ đẹp luôn nha. Vì bảo hiểm, dây an toàn, không có đứt mẻ gì trơn nha. Hồi mình sẽ quay luôn cho cận cảnh cho quý khách xem ha. Ha, một con ha. Đây Nhật ha, này là đồ Nhật nha, không phải đồ Việt Nam mình. Dây xích beo, trời ơi, giờ này mới gặn ra. Spell đó, ngoại hình em nó vậy đó nha. Mình thì kéo ra, nó không ra. Mới nãy làm sao ta, để gì xu xuống đó. Thấy không, kéo nhẹ lên ha. Thấy không, ok ha. Đó, giờ nó cứng rồi nè, thấy không nè. Thấy không, càng giật nó càng sát vô nè. Thấy không, nó thâu vô á. Cam kết là 7 đàng hoàng nha. Kéo nhẹ nè. Rồi. Sao ta? Quên rồi. À, kéo nhẹ 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 ha. Em này nó chịu nhẹ nhàng nghe khách, không có chịu dùng vũ lực nha. Ha, rất là hay ha. Đây rồi. Để mình kéo hết để mình coi coi dây nó như thế nào cho quý khách luôn nha. Nhẹ nhàng thôi, không có dùng vũ lực được. Em này mình bán một cuộn là 250.000 nha, hai cuộn là 500 nha quá ha. Cái này không những dây súp beo ha, mình tưởng tượng một cái này có thể mình cẩu xe được á, mình nghĩ là được á, giống như xe với xe nối nhau á. Đây hết dây luôn nha. Rồi đó, đời mình quay vô chỗ khách xem nào nè, rất là đẹp luôn. À, cam kết không đứt nha. Ok ha. Rồi một thằng nha, một em đi, một thằng kỳ quá. Rồi nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng, đừng dùng vũ lực với em. Rồi ok ha. Rồi ok ha các khách. Đây giật không ra nha. Tức là mình thắng xe nguy hiểm á, nó sẽ không ra nha. Đó, rất là bảo đảm, còn cứng nha. Rồi em này mình bán một em nha. Một em là 250, hai em là 500.000 nha. Của Tokai gì Tokai Gika gì ha. Này là Nhật nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Quá, 40 tuổi ha. Chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa ha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.